Vâng, em chào toàn thể tất cả các bác mọi miền Tổ quốc. Đây là một trong những siêu phẩm mà các bác cần nên xem ở video này. Đây là hai cặp Sobendo em đặt hàng về. Tại những cặp này em đặt hàng với lô hàng cứng đẹp các bác. Cái quan trọng nhất mà em dành hàng về là những cặp Sobendo phải là căng bố cước kim tuyến và đẹp nét căng luôn. Và tiếp tục em cập bến hai cặp cho hai bác, cũng nên là ngày đầu tháng em sẽ lọc lá vài trăm, nên hai cặp này sẽ đồng giá là 23 triệu cho hai bác nào mình chốt nhanh nhất. Độ đẹp thì khỏi bàn nha các bác, khỏi bàn. Và một cặp loa Boss 301 AV monitor bình thường giá 12 triệu 200, bên đây em lọc lá đầu mùng 1 là giá 12 triệu. Và một con bao rất là khủng của Lukman M4000 đỉnh cao các bác, M4000 giá là 22 triệu 500 nha, đẹp cứng luôn. Sẽ có video chi tiết em này, ngắm em này phê luôn các bác. Và em về được một con Long Dinh vàng đúc 18k, còn hộp nha các bác, dinh hết từ khó luôn nha, size 35 vàng đúc 18k nguyên con, vàng đúc nha các bác, giá chỉ bằng tiền vàng thôi. Tiền cân nặng của vàng này là gần 4 chỉ. Em đang giao con Long Dinh vàng đúc nguyên con 18k này thì giá là 24 triệu 500 nha, 24 triệu 500. Còn cả hộp nha các bác, dinh hết từ nấm nút và khó nha. Và con này là con Kivulet của Anh Quốc, size 40, đây là dòng thể thao cao cấp. Đặc biệt con này rất là độc, các bác có thể chỉnh được cho nếu các bác nào mình ở Mỹ hay qua Việt Nam, qua Mỹ thì mình chỉnh phía trên là việc giờ Mỹ và dưới là giờ Việt Nam. Đấy, em đang chỉnh giờ Việt Nam hết luôn rồi nha. Đấy, nó tới kiểu như hai bộ máy các bác, nhưng mà nó buộc bộ máy nó rất là cầu kỳ. Cơ automatic các bác thấy lỗ tim phía dưới ông nó chạy đó. Đấy, cực kỳ độc là size 40, Kivulet của Anh Quốc, khó dinh luôn nha, Kivulet. Đây là một viên ruby đen size 40, cực kỳ đẹp nha. Con này hạng độc nha. Bộ da dinh nha các bác, bộ da dinh Kivulet, sự độc đáo của em Kivulet Thụy Sĩ này thì nó sẽ sử dụng xem được hai bộ giờ, cái giữa là con sẽ có kim dây, còn cái phía trên đó thì nó sẽ không có kim dây, nó chỉ chạy hai kim, còn con giữa này thì nó sẽ có kim dây là ba kim. Đây các bác thấy chưa, đối với em này các bác có thể chỉnh được 2 giờ cho hai nước nha. Nếu anh em nào hay đi Mỹ, đi Việt Nam liên tục á, thì mình sẽ chỉnh phía trên là giờ Mỹ, phía dưới là giờ Việt Nam. Đấy, rất là hay luôn. Con này thì đẹp cứng nha, bọc vàng, một viên ruby nấm chỉnh, hàng sưu tầm nha các bác, hàng sưu tầm nha, dòng thể thao đó các bác. Con này em đang giao là 9 triệu 500 nha, 9 triệu 500. Và con Long Dinh này là 24 triệu 500 bằng đúc. Còn cặp Lobot này thì quá đẹp rồi các bác, 12 triệu nha, 301 AV monitor. Còn con bao M4000 này là 22 triệu 500, đẹp cứng. Rồi, mời các bác cùng xem hai hoa hậu Sobendo BC2 cặp bass. Đây là dòng loa nghe nhạc rất là nổi tiếng của hãng BC2. Các bác nhìn e căng trước nha. Đây, nó đẹp này, căng bố kim tuyến này các bác. Đây, tuyển phải như thế này. Đây, ngày mùng đêm mùng 1 em phích nhị vài trăm, còn là 23 triệu á. Hai bác nào mình chốt là nhanh tay nha. Cặp này là đảm ơn cặp kia nha. Đúng cặp và nó mới keng. Đây. Cặp này là 9561 này. Nhìn cái trạm loa này các bác. Không điểm trừ nha, 9561. 9562 này các bác. Đấy, thấy chưa? Đúng cặp hết nha các bác, cặp này đậm hơn nha. Tí nữa mở e-can để các bác cùng ngắm e-can luôn. Cặp này cặp mèo lợt hơn một tí. Cặp này series là 9550 này. Đẹp cứng đó nha, không điểm trừ nha. 9550 chốt nhanh thôi các bác. 9549, 4950 đó. Đấy. E-can này. Máy được trước là về hai cặp, rồi tiếp theo bữa sau về một cặp nha, mà các bác chốt liền trong video luôn các bác. Những cặp này nó hay. Giờ hiện tại em đang
về những cái con nào mà nó nét từ e canh luôn này quá. Bộ những chơi dòng này là phải kiếm cái cần con e canh nguyên và nó phải lì, nó không một cái lỗi là các bác chơi, tại vì dòng này như R3 e canh nó giá trị lắm. Rồi mở e canh để các bác cùng xem nha. 23 triệu nha. Mùng 1 đầu tháng có lọc lá rồi nên là còn 23 triệu các bác. Rồi giờ em mời các bác cùng xem cặp bên phải, cặp đậm nha. Đó, nhìn cái căn này các bác. Cái lưới này. Chù. Em ánh kim tiếng luôn. Rồi, cái lưới tiếp theo này. Hàng như thế này là các bác, phải chơi là chơi những con như thế này. Nhanh tay nha các bác, chỉ 23 triệu thôi, về mà gíp đèn, gíp Amley, Lukman, Aquafay đồ, nghe cực kỳ hay. Con Sabendo BC2 á thì tiếng nó rất là hay các bác, nó là rơi vào huyền gọi là chất âm cực kỳ ma mị, lỗ thông hơi phía trước, bass 20, một mic xoáy và một chép dom. Tất cả cũ nó là dòng limited nha các bác, sản xuất số lượng. Đấy, keng lét luôn, nó gân zin hết nha bác. Ba đường tiếng. Gíp đèn thì cực kỳ phê rồi. Rồi cặp đầu tiếp bên tay trái này. Đấy, e canh này cũng nét canh luôn. Đấy. Lắc ngay rồi, tiếng loa này các bác. Tất cả nguyên zin chưa đồng chạm gì hết các bác nha. Gân zin hết, về là các bác chỉ việc là hưởng thụ thôi. Tại vì những cặp này nó như AR làm thủ công các bác. Nhưng mà nó là được hoàn thiện và được trau chuốt rất là tỉ mỉ, tại vì vì dòng là dòng limited và chất âm nó được khẳng định từ trước cho đó cho đến bây giờ và được rất là nhiều các bác săn lùng. Và để tìm được những cặp mà e canh mà nó nét bố kim tiếng thì không phải là đơn giản, rất là khó các bác. Rồi, bác nào lấy nhu cầu sản phẩm nào thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại 0978 nha. Chỉ có hai cặp trong đợt này về và một cặp Boss AV monitor giá là 12.